Hai đô nghe hiệu lệnh trống của trọng tài xe này. Xin khán giả một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho các đô. Xin cảm ơn. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Trận đấu tiếp tục. Thượng phong và đã bốc được đô cố xanh rồi á, thì biết là đã thắng rồi, cho nên
thả xuống nhẹ nhàng thôi nhá. Nếu như mà cháu mà thả mạnh như thế vô tình mà đầu xuống trước này lại gây nguy hiểm cho đô có xanh, cho nên trong cái môn vật này là khi mình đã thắng rồi đấy, bốc nổi rồi, nhưng mà đến lúc thả là cũng này thả nhẹ chứ cũng không được là quăng quật hay là ấy cố tình để gây chấn thương cho đối phương và các vận động viên khác. Cháu đô có đỏ nghe rõ nhá. Hai đô đứng giữa giới. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả keo vật ở hạng cân 55kg vừa qua. Đô Dương Văn Mười Bắc Ninh đã thắng